Xin chào tất cả các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình này góp ăn chia tổng giải thưởng là 6.000 tóc cần quay nè các bạn. Thì chương trình này góp này nó chỉ random cho 300 winner may mắn nha các bạn. Thì tổng của iDrop là 1.320 đô các bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần lấy phần link mô tả dưới video của mình, mở link phong ra các bạn. Sau khi mở link phong ra thì nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow Twitter nè các bạn. Đâu rồi, xin tạo Twitter đó các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi, tiếp tục vào máy đắp nè. Con này được chạy trên nền tảng của mạng Huobi của Gen nha các bạn. Tiếp tục các bạn join vào kênh Telegram đó nè. Sorry các bạn, để máy mình nó không lock kịp. Để mình join vào lại. Để mình bắt đắp lên kênh này cái ta. Sao mà ok các bạn join kênh đó không được thì các bạn bắt up lên người ta các bạn không bỏ đi. Rồi các bạn join tiếp kênh Chiller nè, join kênh Chiller của nó, kênh group của nó được các bạn. Rồi trên kênh Chiller nó các bạn join vào các bạn. Rồi các bạn bấm vào I am bot nè các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nè các bạn. Tiếp tục thì các bạn follow Twitter nữa nè. Đâu đi quýt mày nào đó. Xin tạo Twitter nè các bạn theo dõi nha bạn. Phantom. Rồi các bạn like nè các bạn. Để mình coi mình tạo quýt mày nào các bạn. Sao dự án này nó là mờ quá. Rồi các bạn vô đây đi các bạn. Twitter nè, mình chia sẻ cái bài viết đỡ ghim ta, hai bài dự án đó ta. Rồi các bạn chia sẻ cái bài like cái bài tờ quýt cái bài dự án đó các bạn. Rồi các bạn chia sẻ cái tờ quýt nè các bạn. Rồi các bạn tăng 5 người bạn mình vào các bạn. Rồi bạn tờ quýt lên nè. Phantom Police. Rồi tiếp tục thì các bạn bắt up lên, các bạn mở tờ Twitter của nó ra nè các bạn. Các bạn nhập ảnh avatar, nhập vào một hồ sơ nữa các bạn. Các bạn chụp cái màn cái bức ảnh các bạn đã quýt lên nè. Rồi sau đó thì các bạn mở lên phong lên nè các bạn. Các bạn gỡ lên cái tạp này nè các bạn. Rồi dòng đầu tiên thì các bạn điền địa chỉ email của tất cả bạn nha các bạn. Dòng thứ hai thì bạn gửi đường link profile tại Twitter mình nha các bạn. Thì các bạn nhấp vào ba cạnh cùng, nhấp vào chia sẻ nữa. Sau đó các bạn sẽ chép liên kết nè các bạn. Các bạn dán vào link phong này nha các bạn. Sau đó thì các bạn điền lại username Telegram của tất cả bạn nè. Thì các bạn mở Telegram của tất cả bạn ra nè các bạn. Các bạn nhấp vào ba cạnh cùng nè, vào setting nè. Các bạn copy username Telegram mình chỗ này nè các bạn. Rồi các bạn gửi vào link phong nè các bạn. Retweet, retweet and tap pin. Rồi các bạn submit là một link retweet nha các bạn. Thì các bạn mở Twitter của mình ra. Các bạn chia sẻ cái bài các bạn đã retweet nha các bạn. Các bạn sao chép liên kết nè. Rồi bạn dán vô đây nha các bạn. Sau đó nó có follow không bấm chat nè. Cô John không bấm chat nè. Tiếp tục các bạn gửi địa chỉ Huobi của Chen nha các bạn. Thì các bạn có thể dùng địa chỉ ETH trên dí chocolate của tất cả bạn hoặc là MetaMask của tất cả bạn nha các bạn. Rồi các bạn sẽ chép địa chỉ với ETH của tất cả bạn. Các bạn dán vô đây nè các bạn. Rồi các bạn kiểm tra thông tin một lần nữa coi các bạn đã chính xác hoàn toàn hết chưa. Nếu chính xác hết thì các bạn gửi lại xong nha các bạn. Ok vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Vậy mình chúc cho tất cả bạn may mắn nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt và hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo của mình nha.